Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ, cánh khuya sáng sinh trong chốn hang lửa. Ơn châu báu không bờ bến, bia tìm kiếm của chỉ để thiên đàng cam nếm cơ hàn, nhấp chén phiền hương phong trần, than ôi Chúa thương người đến quên mình, bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai đang sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đền bù. Giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ, cánh khuya sáng sinh trong chốn hang lửa. Ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ đền, biết tìm kiếm của chỉ thank you.
trong bầu không khí trang trọng và rất vui mừng của đêm kỷ niệm Chúa Giáng sinh làm người, giáo xứ chúng ta tụ tập nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương đã phái con một của Ngài xuống thế để ở cùng chúng ta, để yêu thương chúng ta. Trong đêm trọng đại này, chúng ta luôn luôn cảm ơn Thiên Chúa và chúng ta nhớ đến Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương chúng ta trước, để từ đó Chúa mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Và cũng đêm trọng đại này và đêm an bình, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Thánh lễ này, trước hết chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho những giáo hội đau khổ, gặp nhiều những khốn khó trong việc giữ đạo, cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp những tai ương hoạn nạn mà không được đến nhà thờ để cùng dâng thánh lễ trong đêm long trọng này. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.